Pickleball, môn thể thao thời thượng đang khiến chị em phát sốt. Pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ, thu hút được 4,8 triệu người chơi và đạt mức tăng trưởng ấn tượng 39,3% chỉ trong 2 năm 2022 và 2023. Sự linh hoạt của trò chơi, cùng với khả năng chơi ở mọi địa điểm từ sân nhà đến bãi đậu xe, đã giúp nó thu hút một lượng lớn người mới tham gia, ngay cả khi số lượng người chơi đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Môn thể thao lên ngôi từ mùa dịch. Pickleball có nguồn gốc từ Bainbridge, Iceland, Washington, Mỹ vào năm 1965, đã phát triển từ một trò chơi tiêu khiển trong ngày mưa thành một môn thể thao được ưa chuộng trên toàn cầu. Nguồn gốc của tên Pickleball có hai giả thuyết, một là do vợ của một trong những người sáng tạo trò chơi liên tưởng đến đội chèo thuyền Pickleboat và giả thuyết khác nói rằng nó được đặt theo tên con chó của gia đình, Borochov. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi mọi người tìm cách giữ gìn sức khỏe và tập thể thao an toàn tại nhà, Pickleball trở nên cực kỳ phổ biến tại Mỹ. Theo tay vợt Paris Todd, một cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp đã chuyển sang chơi Pickleball trong thời kỳ đại dịch và không hề hối hận. Trò chơi này mang tính xã hội, cực kỳ thú vị và dễ dàng cho cả gia đình cùng chơi, tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến ông bà. Thêm vào đó, lợi ích sức khỏe không chỉ ở việc tập thể dục mà còn ở niềm vui mà nó mang lại. Cách chơi và luật chơi đơn giản. Pickleball là một môn thể thao lai giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, được chơi với vợt phẳng nhỏ hơn vợt tennis nhưng lớn hơn vợt bóng bàn. Môn thể thao này được chơi trên sân nhỏ, cách chơi và luật chơi đơn giản dễ học dễ chơi cho cả người mới bắt đầu. Cách chơi. Mỗi trận đấu Pickleball có thể chơi đơn hoặc đôi trên sân có kích thước 6,1x13,4m chia làm hai bên bởi lưới cao 91cm ở hai đầu và 86cm ở giữa. Sân chơi Pickleball có kích thước bằng 1/4 sân tennis tiêu chuẩn. Mục tiêu của trò chơi là đánh bóng bằng vượt qua lưới sao cho đối phương không thể trả bóng được. Bóng được giao chéo sân và phải nảy một lần trước khi được đánh trả. Sau đó, bóng có thể được đánh volley, không chạm đất. Giữa sân có vùng non volley zone không cho phép đánh trả bóng trên không. Hai đội chơi, đơn hoặc đôi, sẽ đánh bóng qua lại sao cho bóng không chạm đường biên và ra ngoài sân cho đến khi một đội chiến thắng. Luật chơi, điểm số chỉ được tính cho đội giao bóng. Nếu đội giao bóng không ghi được điểm thì sẽ chuyển quyền giao bóng cho đối phương. Trong khi giao bóng, người chơi phải giữ cả hai chân ngoài sân dưới đường cơ bản baseline và phải đánh bóng từ mức ngang eo lên cao. Một trận đấu pickleball thường được chơi đến 11 điểm và phải cách biệt 2 điểm mới có thể chiến thắng. Nếu tỷ số trận đấu giằng co ở 10-10, hai đội sẽ chơi tiếp đến khi một đội thắng cách biệt 2 điểm. Vợt và bóng nhẹ, ai cũng có thể chơi. Pickleball là một môn đánh bóng đối kháng bằng vợt nên dụng cụ cơ bản để chơi chỉ gồm hai món là vợt pickleball và bóng. Cả vợt và bóng đều có trọng lượng nhẹ vừa phải nên phù hợp với tất cả mọi người từ trẻ em cho đến người lớn tuổi. Vợt pickleball được thiết kế đặc biệt để cung cấp sự cân bằng và kiểm soát khi đánh bóng. Trọng lượng của vợt thường nằm trong khoảng từ 200 đến 250g. Vợt pickleball có nhiều chất liệu như graphite, carbon fiber, fiberglass và gỗ, mỗi loại phù hợp với các kiểu chơi khác nhau. Graphite nhẹ, đem lại cảm giác đều, trong khi carbon fiber cứng và bền hơn, thích hợp cho kiểm soát và xoáy. Fiberglass phổ biến với độ bền cao, hợp với cú đánh mạnh. Vợt hybrid kết hợp nhiều vật liệu, cân bằng giữa sức mạnh và kiểm soát. Vợt bằng gỗ là loại cổ điển nhất, cầm nặng tay hơn nên hiện ít được sử dụng. Bóng pickleball có đường kính khoảng 73mm và trọng lượng khoảng 22-26.5g. Bóng pickleball được sản xuất để phù hợp với điều kiện chơi trong nhà hoặc ngoài trời. Bóng trong nhà có ít lỗ hơn và thường mềm hơn bóng ngoài trời. Bóng ngoài trời được thiết kế để chịu đựng tác động của gió và thời tiết, với nhiều lỗ hơn và cứng hơn. Có lợi cho sức khỏe nhưng cũng cần lưu ý khi chơi. Chơi pickleball mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài việc là một trò chơi thú vị, chơi pickleball được chứng minh là có thể giảm mức độ trầm cảm, cải thiện khả năng tập trung và nhận thức, cũng như luyện tập sự nhanh nhạy và phối hợp động tác toàn thân. Thêm vào đó, nó còn hỗ trợ tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện chức năng cơ bản, đồng thời mang lại lợi ích về tim mạch nhờ cường độ vừa phải nhưng liên tục trong suốt trò chơi. Tuy nhiên, như mọi hoạt động thể chất, chơi pickleball không phải không có rủi ro. Các chấn thương thường gặp bao gồm ngã, căng cơ, bong gân và viêm gân. Các vấn đề thường xảy ra khi người chơi lùi lại phía sau để cố gắng đón những cú bóng cao. Để giảm thiểu rủi ro này, người chơi nên quay người và chạy về phía sau sân thay vì lùi lại. Một số biện pháp đơn giản như khởi động kỹ lưỡng, mặc đúng trang phục và giày thể thao hỗ trợ tốt có thể giúp ngăn ngừa chấn thương. Nếu không may gặp phải chấn thương khi chơi,
hãy tìm kiếm sự tư vấn từ bác sĩ để điều trị phù hợp và trở lại sân chơi sau khi đã hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.